Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đó là kết quả của phiên tòa xét xử một người đàn ông ở Florida, cái tội mà giết cả gia đình, vợ và ba đứa con nhỏ. Thì bây giờ theo như cái phiên tòa diễn ra trong thời gian qua đó, thưa quý vị, báo chí họ tường trình lại là lúc ban đầu khi mà vừa bị bắt về đó, với những cái bằng chứng cũng như là cái cách mà tra khảo điều tra của các nhà điều tra, thì ông Anthony này đó, ông kể một cái câu chuyện mà theo như các công tố viên là nó trùng khớp với những cái bằng chứng trong cái ngôi nhà, cho thấy là cái câu chuyện nó đã diễn biến như vậy. Đó là ông nói rằng suốt một cái khoảng thời gian dài, cái gia đình này chắc cũng đang gặp trục trặc về tài chính, rồi bà vợ đó thì bị chẩn đoán là có một căn bệnh hiểm nghèo, cho nên là hai vợ chồng bắt đầu đi tìm hiểu, xem những cái video, những cái thuyết về afterlife, nghĩa là sau khi chết rồi cái kiếp sau nó như thế nào đó. Dạ vâng, và họ coi trong một khoảng thời gian rất là dài, và bà vợ còn bắt đầu cải sang đạo Hindu nữa, thưa quý vị. Đạo Hindu có cái chuyện mà kiếp luân hồi đó, vân vân. Thì sau đó ông này ông nói rằng cái ngày và 17 tây tháng 12 đó là hai vợ chồng đã đồng ý với nhau lên một cái kế hoạch, đó là sẽ giết hết ba đứa con nhỏ, rồi ông chồng đó sẽ giết bà vợ, rồi cuối cùng ông tự tử để cả gia đình có thể gặp nhau ở kiếp sau. Tuy nhiên bây giờ các công tố viên họ tin tưởng là sau khi mà thực sự làm như vậy rồi đó, đến khi mà ông chồng ông giết xong bà vợ, ổng lại bị nhát gan, ổng không dám tự tử chết và ổng bỏ đi ra khỏi nhà và sống cho đến khi mà gần 2 tuần sau gia đình tìm cách liên lạc đó. Nhưng mà đó là cái câu chuyện đầu tiên và có tất cả những cái bản ghi âm cái lời thú tội của ổng. Nhưng mà sau gần 3 năm trời ở trong trại giam và diễn ra những cái phiên tòa đó, thì ông này đến ngày ra tòa ổng lại kể lại một câu chuyện khác, thưa quý vị. Bây giờ ổng đổ hết tội cho bà vợ. Ổng chỉ nói rằng khi mà ổng về nhà đó là thấy con cái chết hết rồi, rồi bà vợ đó thì bà muốn tìm cách giết ổng, cho nên ổng chống cự lại là khiến cho bà vợ bị chết, chứ ổng không có liên can gì cả. Nhưng mà đương nhiên công tố viên họ đưa ra những cái bằng chứng với lại những cái bản ghi âm, thì bồi thẩm đoàn họ đồng thuận là cái câu chuyện lúc đầu đó mới là đúng, nghĩa là ổng là và bà vợ, như thật sự bà vợ cũng đã tiếp tay cho chồng giết chết ba đứa con nhỏ và bà chờ ổng giết bà, rồi sau đó là ổng sẽ tự tử luôn. Nhưng mà chúng ta nghe như vậy thấy rõ ràng là cái tinh thần ông này ổng đã không còn bình thường, cho nên công tố viên họ không có đi tìm cái bản án cao nhất là án tử hình cho ổng, mà bây giờ họ đòi cái bản án là tù chung thân. Và cuối cùng bồi thẩm đoàn đã đưa ra cái phán quyết tù chung thân, không có cơ hội để mà parole cho Anthony Todd. Bên phía luật sư công thôi, họ chuyển sang và họ chỉ trích nói rằng tất cả là do bà vợ. Thế nhưng bồi thẩm đoàn họ trong cái cuộc luận tội đó, họ mới thấy được một điểm đáng chú ý là cảnh sát đến nhà về sau này có người thông báo đó, cả tháng sau họ mới tìm thấy những thi thể này sình thối ở trong nhà này, vẫn ổng vẫn sống trong căn nhà này với những cái thi thể bên trong, không có đi, không có mang ra ngoài sân để mà chôn nữa, để yên như thế. Thì rõ ràng ông này ông phụ và giết cả gia đình rồi vẫn sợ chết, không tự giết mình, rồi dẫn đến cái tình trạng mà điều tra như thế. Ngày hôm thứ Tư vừa qua, thưa quý vị, ở tại El Paso, Texas,
đã xảy ra một cái tai nạn khủng khiếp luôn. Và tin tức sáng nay họ nói cả đây là một cái vụ mà như là đua xe trên xa lộ vậy. Và cả hai xa lộ, cả xa lộ 10, xa lộ 10 á, nó đi từ California sang tới New Mexico và đi vào El Paso, Texas luôn. Thì họ nói vào buổi tối khi hai chiếc xe đua nhau, một chiếc là Tahoe SUV, bởi vì biết cái chiếc này nó nặng ghê gớm như thế nào, một chiếc là giống như chiếc xe van nhưng mà nhỏ hơn nhiều, Pontiac Vibe. Hai chiếc này có lúc chạy tới 110 dặm một giờ. Và hậu quả không biết vì lý do nào chiếc Pontiac Vibe chạy trước, nó nhẹ hơn cho nên nó chạy 110 dặm, nó nhanh hơn chiếc SUV Tahoe. Cho nên chiếc Vibe này ở phía trước, không biết vì lý do nào chắc đã thắng. Bởi vì chạy 110 dặm nó quá nhanh đi. Cho nên trong lúc chạy như vậy thì người tài xế đạp thắng. Hậu quả là chiếc Tahoe này do cô gái cầm tay lái, thưa quý vị, 19 tuổi. Đây là Kayla Nunez. Và người thứ nhì là So Miguel Gutierrez. 19 và 24 tuổi, cô gái 19 tuổi, cô gái cầm tay lái. Và lúc mà chiếc xe Pontiac Vibe này khựng lại đó, stop lại đó, thì chiếc Tahoe này ủi vào đuôi chiếc xe Pontiac. Hậu quả là cái chiếc Pontiac này lạc tay lái bị ủi mạnh quá. Mấy với cái tốc độ 110 dặm nữa, chiếc này nó ủi vào bên phía cái lề phải và có một cái tường chắn ở đó. Hậu quả là chiếc xe này bốc cháy, thưa quý vị. Cảnh sát vào sáng ngày hôm nay họ cho biết đó, là đến giờ phút này họ vẫn chưa xác định được thi thể của người tài xế trong chiếc Pontiac này, bởi vì nó cháy hết rồi, cháy tan hết. Ngày hôm nay cảnh sát của Texas đang giam giữ và tiền tại ngoại lên tới 1.500.000 Mỹ Kim. Không những gây cái chết mà thương tích cho những chiếc xe lân cận, bởi vì cái sức tông phá quá mạnh luôn. Mỗi người một đang bị giữ trong nhà giam 1.600.000 và đang đương đầu với tội giết người cấp độ 1 và gây tai nạn. Thì hiện nay họ không cho biết thêm là có uống rượu trong lúc lái xe lên tới 110 dặm một giờ hay không. Vâng, thưa quý vị, cũng nhân nói chuyện về ở tại Texas thì vào ngày hôm qua đó, một cái chiếc xe bus thứ nhì chở đầy những người di dân bất hợp pháp đã đi vào trong cái đường biên giới của Texas đã theo lệnh của ông Greg Abbott chở thẳng từ Texas chạy lên thủ đô Washington DC. Quý vị cũng đã nghe ông Greg Abbott đã cho chở một cái chiếc xe bus đầu tiên rồi đi hôm thứ tư, thì ngày hôm qua chiếc thứ nhì đã tiếp tục đi lên. Và đây là cái cách mà ông nói rằng ông đáp trả lại cái kế hoạch của chính quyền Biden trong cái việc là sẽ gỡ bỏ cái sắc lệnh Title 42 được lập ra dưới thời của ông Trump đấy. Quý vị cũng nhớ là cái sắc lệnh này bởi vì cái tình hình dịch bệnh cho nên là tất cả những di dân bất hợp pháp nào mà không có trẻ nhỏ đi cùng đó là sẽ không được xin vào xin tị nạn mà sẽ gửi trả về cố hương của họ hoặc là gửi qua vùng đất của Mexico, bởi vì không muốn cái tình hình dịch bệnh lây lan ở tại các cơ quan giam giữ của CBP. Thì theo như phía truyền thông họ tìm hiểu được đó là chính quyền ông Biden sắp sửa gỡ bỏ cái sắc lệnh 42 này vào ngày 23 tháng 5 này, mà bây giờ cái chuyện này đã đang khiến ông Greg Abbott ông rất là tức tối. Thì ông nói rằng ông muốn cho những cái chính trị gia mà ngồi ở trên quốc hội đó mà không có buồn bước chân đến cái đường biên giới để mà chứng kiến cái sự hỗn loạn của các nhân viên CBP của ông phải đối diện mỗi một ngày như thế nào, thì ông sẽ cho họ thấy. Và ông bắt đầu ông gửi những cái chuyến xe bus như vậy, ông thả hết lên trên Washington DC, thưa quý vị, rồi mấy cái người mà không giấy tờ này đó không làm gì ở đó, ông không cần biết đến. Thì theo như báo chí ghi nhận là cái chuyến xe bus đi đầu tiên đi hôm thứ tư đó là chở đầy di dân bất hợp pháp đến từ Colombia, Cuba, Venezuela và có cả Nicaragua nữa, thưa quý vị. Thì thật ra đến đây họ không phải là bơ vơ, đã có sẵn người của những tổ chức
chẳng hạn như ACLU đó, họ đã được biết tin trước rồi, họ đứng đây họ chờ, thì sẽ đưa về những cái nơi của những cái tổ chức này, rồi những tổ chức này họ còn cung cấp luật sư miễn phí cho những người này nữa. Nhưng mà ông Greg Abbott, ông nói rằng ông vẫn sẽ tiếp tục gửi những cái chuyến xe bus như thế này cho đến khi mà chính quyền của ông Biden không có được gỡ bỏ cái sắc lệnh 42, nhưng mà có vẻ như là sẽ, chuyện đó sẽ không có xảy ra. Sáng nay chiếc nữa. Vâng. Sáng nay là chiếc thứ ba, mỗi một chiếc không chở không nhiều, một vài chục gì đó, thì tin tức ghi nhận được khi mà chưa bao giờ có những người di dân bất hợp pháp được đối xử rất đàng hoàng, thậm chí lên xe bus từ Texas đến thủ đô được ăn uống đàng hoàng nữa. Xuống đó, họ không có bị còng tay gì hết. Mỗi người đeo một cái giấy đỏ nè. Đến đó cảnh sát Texas ở trên xe tháp tùng á, xuống là tháo ra mời họ đi. Chúng tôi hôm qua đọc bản tin nói những người trên đây đó, nói tôi có người thân ở New York, vâng, nhiều người ở Washington DC dự trù là sẽ gặp gỡ những người thân ở New York, và khi mà họ đến nơi đó là có việc làm luôn nữa. Những tiểu bang như California, New York rất là mở rộng tay với những người di dân bất hợp pháp này, và họ đang thiếu người, cho nên vào là rửa chén hoặc là cắt cỏ hoặc là hút bụi, nghĩa là ngay lập tức có công việc. Chỉ có tốn kém thời gian để tới biên giới Texas thôi, được đưa đi một cách rất là ngon lành để đến đây. Và ông Abbott ông còn nói mỗi một ngày sẽ có một chuyến xe đến. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com và vào trong YouTube, Facebook. Xin nhớ nhấn nút subscribe quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.